Đỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ bảy ngày 11 ngày 21 tháng 11 năm 2015. Đỗ Thành Luân xin giới thiệu quý vị bộ sập vụ tủ chè cánh cong, tủ chè cánh cong, đục tích ngũ phúc kim tiền mai cài thọ. Chiếc sập vụ này là dài 1m6 x 2m, chân vuông 22, đục tích ngũ phúc, ngũ phúc kim tiền. Đấy. Ngũ phúc là 5 con rơi ngậm đồng tiền cài cành mai chữ thọ, gọi là ngũ phúc kim tiền mai cài thọ, để đủ 5 con rơi, 1-2 con rơi ở hai chân và 3 con rơi ở giữa, gọi là ngũ phúc, nhưng gọi là ngũ phúc lâm môn. Chiếc tủ chè này cũng đục tích là ngũ phúc, lèo cũng đục ngũ phúc, chiếc lèo được đục hoàn toàn bằng tay hết, chạm tích ngũ phúc, và bệ cũng là đục tích ngũ phúc, được chạm trổ hoàn toàn bằng tay, được hoàn thiện là đánh vét ly trần không sơn PU, càng dùng càng đẹp. Hai chiếc cánh tủ chè này là cánh cong khảm ốc tích văn vương cầu hiền, khảm ốc nó rất sáng, không như khảm chai, khảm chai nó tối không có màu, ốc nó rất sáng, nó có độ sâu. Chiếc tủ chè khảm cánh cong khảm tích văn vương cầu hiền và bệ phúc lèo phúc. Video đang được quay tại cơ sở thành phố Hải Phòng, số nhà 71-73 đường Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Như dạ ngang đục cũng rất là đẹp. Toàn bộ chiếc sập được hoàn thiện đánh vác ly trần, đồ gỗ mỹ nghệ là phải đánh vác ly thì nó mới tôn được cái gỗ, nó thật nó đẹp. Chân xoáy quạt rất là đẹp, và toàn bộ đồ gỗ mỹ nghệ cổ truyền cao cấp Thành Luân toàn bộ đục chạm vào tay hết và hoàn thiện bằng đánh vác ly trần. Trên mặt sập những lỗi vân gỗ rất đẹp, còn nguyên vân gỗ, không mất đi tí vân gỗ nào cả. Đây là chiếc tủ chè.